Hello, thiết bị điện tử công nghệ cao, hotline 0865618226. Xin chào tất cả mọi người đang xem video clip này của mình nhá. Thì đơn vị mình là chuyên cung cấp các dòng camera ngụy trang, camera siêu nhỏ và camera quay lén, máy định vị, máy nghe nén và máy ghi âm siêu nhỏ nhá. Các thiết bị phát hiện và bắt sống ngoại tình. Đó, thì bạn nào đang quan tâm đến những cái dòng thiết bị này, liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình đây. Các bạn Zalo, Facebook, số điện thoại này để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé. Đó, đơn vị mình là có hai cơ sở. Cơ sở thứ nhất là Hà Nội và cơ sở thứ hai Sài Gòn. Thì bạn nào ở gần hai cơ sở này thì có thể đến bên mình kiểm tra, test hàng và thử hàng trực tiếp. Bạn nào ở xa mà không đến được thì đơn vị mình sẽ ship code toàn quốc cho các bạn. Các bạn nhận hàng được, bóc hàng ra, kiểm tra và thử hàng đúng như video mình đang quảng cáo đây thì các bạn thanh toán tiền. Mà không đúng như video mình đang quảng cáo thì các bạn hoàn hàng về cho mình và không mất một đồng tiền phí ship nào cả. Đó, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng máy ghi âm dung lượng pin cực khủng và nó sử dụng pin tiểu rất là tiện lợi cho các bạn nhé. Đó, đây, đây là mẫu sản phẩm đấy nhé. Đó, đây là mẫu F150 mọi người nhé. Đấy, bộ nhớ trong của nó là 8GB này, hỗ trợ các bạn quay lưu được khoảng 500 tiếng thì mới đầy được cái bộ nhớ của nó 8GB này nhé các bạn nhé. Đó, mà đặc điểm hay của cái máy ghi âm này là nó dùng cái pin tiểu mọi người nhé. Đây, hết pin thì các bạn lại thay pin tiểu vào đây thôi. Nói chung là một quả pin này các bạn dùng phải được tầm 10 đến 12 ngày mới hết pin được các bạn nhé. Đó, hết pin thì các bạn lại bỏ pin đấy đi, các bạn thay của pin khác vào, rất là tiện lợi. Đó, rất là tiện cho các bạn, ví dụ là mang đi nơi khác, mang đi xa mà không có thời gian sạc ấy, thì các bạn cứ thay, mua pin tiểu, mua mấy cục vào, các bạn cứ lắp vào, các bạn thay dần các bạn nhé. Đó, cứ tầm 10 đến 12 ngày các bạn thay một lần. Đó, đây. Đó, trong hộp thiết bị thì gồm có đây, một quả pin này. Đây, một quả pin tiểu kèm theo nhé các bạn nhé. Đó, đây, và một chân cắm sạc này. Đó, đây để sạc pin. Đấy, các bạn sạc pin được luôn cho cái cục pin này. Hoặc là cái dây này nó cũng là cái dây để các bạn kết nối với máy tính các bạn nhé. Đây, để kết nối với máy tính thì các bạn để như này. Đó, cắm vào như này. Đầu kia các bạn cắm vào máy tính. Đó, để các bạn dùng nhé. Lấy dữ liệu ra. Đó, mình sẽ bỏ sang bên cho gọn. Đó, và một cái dây để các bạn dây chuyển đổi các bạn nhé. Giống như các cái dòng iPhone 7, iPhone 8 ấy, nó sẽ có một cái dây chuyển đổi như này. Đó, đây, sẽ rất là xịn sò các bạn nhé. Đây, các bạn cứ cắm cái chân cắm sạc thôi. Đấy, vừa nó vừa chân cắm sạc, vừa chân cắm thì các bạn cắm tai nghe luôn. Đấy, đây để nghe thì các bạn cắm tai nghe vào như này. Đây, đó, cắm tai nghe vào như này nhá. Đó, là các bạn nghe thôi. Đó, đây. Đó, đây, mình sẽ bỏ hết ra cho tiện, cho gọn nhé. Đó, thì sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái số nút trên thiết bị nhé. Đây, trên thiết bị nó có nút on off này. Đó, on off nhé. Các bạn gạt sang on là ghi âm, gạt về off là kết thúc đoạn ghi âm. Đó, nói chung là các cái dòng máy ghi âm này thì sử dụng nó rất là tiện thôi, rất là dễ, ai cũng có thể sử dụng được. Và cái thiết bị này nó chỉ có gạt sang on và gạt về off thôi, rất là tiện lợi, đơn giản các bạn nhé. Đó, đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng luôn. Đó, thì các bạn nắp quả pin vào. Đây, các bạn nắp quả pin vào như này nhá. Đây, nắp vào như này nhá. Rồi, xong các bạn trượt cái nắp vào. Đó, đây nó đang ở off này. Đó, các bạn muốn ghi âm nhá, muốn ghi âm thì các bạn gạt sang on này. Đó, gạt sang on thì các bạn đợi một chút, cái đèn nó sẽ mất đi. Các bạn đợi một chút nha. Đó, đèn nó tắt đi. Như này là nó đang bắt đầu ghi âm rồi mọi người nhá. Đó, đó, các bạn đút ở trong túi cũng được, hoặc là để trong cặp sách, ba lô cũng đều được hết các bạn nhé. Đó, đó, dòng này có hỗ trợ lọc âm là 4.1, nghe rất là rõ các bạn nhé, ghi âm nghe rõ lắm. Đó, đây, các bạn muốn kết thúc một đoạn ghi âm nhé, thì nó đang ở on này, các bạn gạt về off. Đó, nó sẽ sáng cái đèn chờ màu đỏ như này. Đó, xong các bạn muốn ghi âm một đoạn tiếp theo thì các bạn lại gạt sang on. Đó, nó sẽ sáng cái đèn màu đỏ này, sau đợi một chút nó sẽ tắt đi nhá, là nó đang bắt đầu ghi âm một đoạn tiếp theo. Đó,
Các bạn đợi một chút. Đó. Đấy, nó tắt đi như này là nó đang bắt đầu ghi một đoạn tiếp theo rồi các bạn nhé. Đó. Đó, thiết bị dùng pin tiểu rất là tiện. Hàng này hàng độc quyền nhé các bạn nhé. Chỉ có đơn vị nhà mình mới có thôi. Đó. Đó. Đây. À, các bạn muốn kết thúc đoạn ghi âm này các bạn gạt lại off đây. Đó, gạt lại off nó sẽ sắm cái đèn nha. Đó. Thì để nghe thì các bạn có hai cách nghe các bạn nhé. Đây. À, nghe lại thì có hai cách nghe. Một là các bạn cắm tai nghe vào. Đây, các bạn cắm tai nghe vào nha. Đây nhá. Đấy, các bạn cắm tai nghe vào nha. Đấy, các bạn ốp xong tai vào tai, xong các bạn gạt sang on. Đấy, mình lưu ý với các bạn là khi các bạn cắm tai nghe vào cũng như là gạt vào cho vào máy tính á thì là các bạn phải gạt sang on thì nó mới bắt đầu nghe được các bạn nhá. Thì thiết bị nó hoạt động thì mình mới có thể nghe được. Mà các bạn gạt về on à gạt về off mà các bạn cắm tai nghe vào thì nó sẽ không nghe được đâu. Đó, các bạn phải gạt sang on. Đó. Thì sau đây mình sẽ test cho các bạn bằng cái cách thứ hai là cách các bạn cắm vào máy tính các bạn nhé. Đây, mình sẽ cắm vào như này. Đầu kia mình sẽ cho cắm vào máy tính. Đây. Đó. Mình sẽ gạt sang on này. Đây nó đang ở off nhá. Đây các bạn nhìn thấy nó đang ở off này. Đó, các bạn gạt sang on. Đấy. À, nó sẽ hiện đây, mình sẽ quay cao cái điện thoại lên cho các bạn xem. Đó. Đó, nó sẽ hiện một cái hình USB đây. Thì các bạn vào My Computer này. Đó, xong các bạn vào cái ổ. Đây, đợi một chút. Đây, mình sẽ cắm lại nha. Đó. À, các bạn gạt sang on. À, các bạn đợi một chút. Đó. Các bạn đợi mình một chút nha. Mình sẽ kiểm tra lại cái giắc. Đây. Đây off này. Cắm vào ạ. Đây các bạn lại gạt sang on. Đấy, nó sẽ hiện một cái ổ G đây mọi người nhá. Đây. Đây các bạn nhìn thấy ổ G đây nhá. Đó. Đây mình sẽ vào mục record này. Đó. Nó sẽ hiện ra những cái file đây. Đây, mình sẽ ấn nghe cho các bạn. Open with này. Đây, đây là hai cái đoạn cuối mình lưu nhá. Đây. Đó. Đó, đèn nó tắt đi. Như này là nó đang bắt đầu ghi âm rồi mọi người nhá. Đấy, các bạn nghe loa à, rất là rõ nét. Các bạn nhìn trong túi cũng được, hoặc là để trong cặp sách, ba lô cũng đều được hết các bạn nhá. Đó. 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 Dòng này có hỗ trợ lọc âm là 4.1, nghe rất là rõ các bạn nhá. Ghi âm nghe rõ lắm. Đó. Đó. À, các bạn. Mình sẽ chuyển sang đoạn thứ hai cho các bạn nghe. Đó. Đó. Như này nó bắt đầu nghe một đoạn tiếp theo được. Đấy, nghe rất là rõ nét các bạn nhé. À, thiết bị dùng pin tiểu rất là tiện. Hàng này hàng độc quyền nhé các bạn nhé. Chỉ đơn vị nhà mình mới có thôi. Đó. 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 À, các bạn muốn kết thúc đoạn ghi âm này các bạn ra phải off đây. Đó. À, mình vừa test cho bạn hai đoạn đấy. Đó. Thì vừa rồi mình đã test cho các bạn hai cái đoạn ghi âm của chiếc máy ghi âm F150 này. Thì bạn nào đang quan tâm đến cái dòng máy ghi âm này thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số hotline trên màn hình 0865618226 để được nhân viên bên mình tư vấn và hỗ trợ miễn phí cho các bạn nhé.
Thì bạn nào ở gần Hà Nội và Sài Gòn thì có thể đến bên mình kiểm tra, test hàng và thử hàng trực tiếp. Bạn nào xa không đến được thì đơn vị mình sẽ ship code hoặc là gửi xe cho các bạn nhé. Đó. Các bạn nào thấy video này hay thì cho mình xin một like và một chia sẻ nhé. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.